Công ty từ anh Nguyễn, công ty Ao đây anh Nguyễn xin trọng kính chào đến cả các bác, các anh, các chị, các bạn và các em nhé. Hôm nay buổi chiều thứ 3 của ngày 19 tháng 6 năm 2018, anh Nguyễn tiếp tục được vui mừng kết một chiếc vang số có tên là BOCDX16. Đây là phiên bản mới nhất, nó có nhiệm vụ xử lý lời ca ý nhạc hết sức trong trẻo, uy lực, thanh thoát, chống ủ rũ, chống rít rất cao. Thì chiếc vang số này anh Nguyễn test cho bác Đàm Mạnh Quân. Xin lỗi các bác, Nguyễn Minh Tiến nó đến từ Tây Linh. Cái vang số này quá đặc biệt, nhà bác cái chơi là 8 mát 30 và 4 chiếc kèn titan đánh với một âm ly. Thì anh Nguyễn đã phải dựng, anh Nguyễn đã dựng một mô hình, tức là một chiếc vang số này anh Nguyễn dựng một đô la array 2 bát 30, một chiếc kèn, và khi là 2 bát 30 chiếc kèn ghép một đôi BV và một đôi DK để test mic, tức là để test cực chuẩn và test trong một cái phòng khép kín để tránh tiếng ù rú và tiếng phản âm căn cứ bằng hệ thống máy móc anh Nguyễn đo. Sau 20 phút anh Nguyễn đã áp thành công xong hệ thống loa cầu cành như này. Và chiếc vang này anh Nguyễn áp với hai chế độ 1 là hát dì vọt, chế độ 1 là hát eco dì vọt và chế độ 2 là hát dì vọt. Rất hiện đại, không dung thích. Bây giờ ca sĩ để Trung Nguyễn hát và lửa bài hát để kết chiếc vang này trước khi đi xa. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh của anh Nguyễn, chuyên test và ghép các bộ karaoke gia đình, phòng hát, sự kiện, và là một kênh chuyên ghép bằng số. Bộ này anh Nguyễn ghép với một đôi loa array sử dụng 2 bát 30, một chiếc kèn với BV sử dụng bát 30 và một đôi DK, tức là 4 chiếc kèn và 4 chiếc giấy, 8 chiếc bát. BV và đôi DK được ghép với nhau trong một cái không gian là khoảng 35 m², một cung đẩy, một chiếc vang số BOCDX16 và một cung đẩy CA 419, và ghép để test vang số
một cung đẩy xe A49 ghép một chiếc ba số POCX16, một chiếc Mitsubishi người trên hai la má và bốn đôi loa. Ngày xưa anh nói em ơi có chiếc ôi mới biết tình lâu dài trên chiến nam rồi đẹp mùa vui giác pháo thắm tô trên thềm hoa những gió mưa buồn xưa chìm theo giấc mơ trọn đời cho thương nhớ muôn kiếp trọn nhớ thương. Xin cảm ơn các thầy chị rất nhiều nhá. Tức là bọn em bán ba số này theo lời đề nghị của bác Nguyễn Tiến Minh thì em phải dựng mô hình là 8 chiếc bát và 4 chiếc loa jack kèn để áp một chiếc số này trước khi các bác. Nên là ba số nó cầu kỳ, không phải là cứ một bản áp sẵn. Tức là bọn em làm theo loa, theo phòng và theo mic của bác. Thì em đã áp xong cho bác và người bác đã bởi em mãi đi chơi 2 buổi về hôm nay em có thời gian làm. Và hôm nay em sẽ đóng hàng gửi cho bác. Cảm ơn bác rất nhiều.